Dậy nhanh lên, muộn rồi. 9 giờ rồi. Hôm nay có cuộc họp đúng không? Dậy nhanh lên, muộn rồi. 9 giờ rồi. 9 giờ rồi. Ôi giời ơi. Toàn rồi. Toàn thật rồi bố em. 9 giờ rồi á? 9 giờ rồi, dậy nhanh lên. Sao mày không khua anh? Ai mà biết được. Giờ khua được gì, dậy nhanh lên đi. Ôi giời ơi, 9 giờ rồi. Ôi, tìm cái gì nữa đi, nhanh vệ sinh cá nhân đi em tìm cho, nhanh lên, còn đợi nữa, nhanh lên. Run. Mình họp online mà nhỉ? What? Ủa, 2 giờ sáng. Bỏ mẹ rồi. Thằng chó, mày lừa bố mày. Ui ơi, con mất dạy này. Đùa. Mày biết tay ông nhá. Con này mất dạy người.
Còn muốn dậy. Mày có mở cái chìa khóa ở bên trong tao không? Không. Tao hỏi lại lần nữa, mày có mở chìa khóa ở bên trong tao không? Không, anh cũng không ở ngoài đây. Có mất dậy này, 2 giờ sáng thì xuống đi nào bao giờ? Để anh bỏ ra đây. Không mở. Mày có mở không? Không mở. Mày đi ngủ đây. Anh ngủ ngoài một hôm đi. Dạ. Ngủ ngoài một hôm. Tin vào anh, làm sao biết ai sống tốt với mình.